Ăn dặm bé chỉ huy là gì và áp dụng như thế nào và mấy tuổi thì chúng ta có thể áp dụng được, đúng không ạ? Và những nguyên tắc như thế nào? Đây là cái thông tin vô cùng quan trọng để cho các bạn mà còn bắt đầu đến tuổi ăn dặm, các bạn sẽ áp dụng làm sao cho nó hiệu quả. Tại vì tỷ lệ trẻ em biếng ăn suy dưỡng còi xương hiện nay nó rất là cao, đúng không ạ? Khi mà con biếng ăn thì các bạn biết rằng gì ạ? Rất là áp lực và vất vả để khiến con ăn lại và con khỏe mạnh. Quan trọng hơn cả là cân nặng con không tăng. Chiều cao bé không phát triển tối đa và bé sức đề kháng kém do bé bị suy dưỡng, thiếu vi chất, được chưa ạ? Như các bạn xem cái video này, đúng không? Chúng ta sẽ ghi chép lại đầy đủ nhá. Và trước đó tôi đã có một cái video về ăn dặm bé truyền thống rồi, đúng không ạ? Thì các bạn tham khảo trước video đó và xem tiếp video này để chúng ta sẽ hiểu được từng phương pháp và lựa chọn được cái phương pháp nào là nó tốt nhất cho mình, nó phù hợp với mình và nó phù hợp với con mình, với văn hóa sinh hoạt gia đình mình, được chưa ạ? Thì ăn dặm bé chỉ huy thì ngay đầu tiên chúng ta đã hiểu rồi ạ. Ăn dặm bé chỉ huy tức là bé sẽ tự lập về vấn đề ăn uống của bé và chúng ta không can thiệp vào vấn đề đó, đúng không ạ? Đấy, ngay từ cái tên của nó đã như vậy rồi, đúng không? Thế thì đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn hai nguyên tắc nó vô cùng quan trọng khi mà bạn bắt đầu cho con ăn dặm, đúng không ạ? Có hai nguyên tắc quan trọng vô cùng, đó là sống còn nha các bạn nhé. Một là chúng ta không được cho con ăn dặm quá sớm, đúng không? Có rất nhiều bạn cho con ăn dặm từ 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi vì ăn dặm như vậy để con cứng cáp hơn. Đó là những quan niệm hết sức sai lầm, đúng chưa các bạn? Đấy. Vì hệ tiêu hóa của trẻ ở tháng thứ 3 và tháng thứ 4 nó chưa đủ để tiêu hóa thức ăn khác ngoài với sữa mẹ và sữa ẩm thực. Cho nên nhiều bạn nói với tôi rằng con em ăn hết bát cháo khi con bạn 4 tháng tuổi, đúng không? Ăn thùng thút. Đó là bé ăn ý, vì bé cảm thấy lạ thôi. Nó lạ thôi các bạn ạ. Nó thấy gì ạ? Đang ăn sữa mẹ và sữa ẩm thực, đúng không? Nó đang có vị ngọt, nó đang có lòng lòng. Bây giờ tự dưng là gì ạ? Có một cái gì đó đã lạ ăn. Nó vẫn ăn hết. Nhưng chúng ta vẫn nghĩ rằng con mình nó đã ăn dặm được rồi. Hình như nó ăn rất là tốt, đúng không ạ? Mà chúng ta cho con mình ăn đến tận 5 tháng, 6 tháng là con mình biếng ăn luôn, đúng không ạ? Bắt đầu phần lợn cợn, đúng không? Bắt đầu sống phân, đúng không? Bắt đầu rỗ loạn tiêu hóa và bắt đầu nhẹ cân dần, đúng không? Nhẹ cân dần thì khiến các bạn stress và rất là lo lắng. Đấy, chúng ta đang không hiểu về vấn đề ăn dặm của con. Chúng ta đang không thiết lập một phương pháp ăn dặm khoa học để giúp con mình tăng cân tốt hơn và tăng chiều cao tốt hơn. Thì cái đầu tiên là gì ạ? Cái thời điểm ăn dặm nó vô cùng quan trọng các bạn nhé. Thì các chuyên gia họ khuyến cáo rằng cái thời điểm ăn dặm tốt nhất là 5,5 cho đến 6 tháng tuổi. Đó là thời điểm ăn dặm tốt nhất, là bé bắt đầu có thể ăn dặm. Khi đó hệ tiêu hóa của trẻ đã hoàn thiện rồi, bé đã sẵn sàng để tiêu hóa các loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ và sữa ẩm thực, được chưa các bạn? Đây đầu tiên phải lưu ý như vậy. Đấy. Và cái lưu ý thứ hai cũng quan trọng không kém. Rất nhiều bạn, đúng không? Rất nhiều ông bà, đúng không? Đã nêm gia vị cho trẻ và với quan điểm rằng ô nhạt như vậy thì nó ăn thế nào được, bây giờ mày không ăn được mà mày bảo nó ăn làm sao, đúng không? Sai, đúng không? Chúng ta làm vậy là không đúng. Các bạn hiểu rằng gì ạ? Vị giác của trẻ nó nhạy hơn rất nhiều so với người lớn, đúng không các bạn? Cái quan trọng hơn này, cái nhu cầu muối của trẻ nó thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu muối của người lớn. Đấy là cái mấu chốt vấn đề. Chính vì cái nhu cầu thấp như vậy, cho nên các bạn thấy không, khi các bạn pha cốc sữa ẩm thực để cho bà nội uống thử, bà ngoại uống thử, thậm chí là chồng uống thử để xem nào, đây này, cái vị mặn của cái lượng muối có trong sữa ẩm thực này như này là mới đủ này, tức là chúng ta uống cho không thấy, tức là vị giác của người lớn là sẽ không cảm nhận cái vị mặn của sữa ẩm thực, đúng không ạ? Thế chúng ta lại dùng cái vị giác của người lớn để kiểm tra cái vị mặn trong đồ ăn của con thì nó quá mặn so với con mình, và nó quá mặn như vậy thì nó hỏng cái gai vị giác và khiến cho trẻ không cảm nhận mùi vị và sau này nó sẽ biếng ăn. Và thứ hai nguy hiểm hơn là gì ạ? Cái khi em ăn lượng muối quá nhiều thì nó sẽ gây quá tải về cái lọc của cầu thận và ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ sau này. Đấy mới là cái nguy hiểm. Nên các bạn lưu ý như vậy là không nêm bất kỳ một loại gia vị nào đối với trẻ dưới 1 tuổi, tại vì trong củ quả, trong cơm, trong rau nó đủ hết tất cả các nhu cầu rồi, được chưa các bạn? Đấy, hai nguyên tắc này phải nằm lòng nhá. Làm gì thì làm, không bao giờ được quên hai điều này, được chưa? Đó. Và ở đây tôi chia sẻ với các bạn về cái phương pháp dặm bé chỉ huy, và tôi sẽ đưa ra những cái ưu điểm và cái nhược điểm của phương pháp này, và từ đó bạn sẽ lựa chọn phương pháp nào mà nó phù hợp với con bạn nhất, phù hợp với văn hóa của bạn và điều kiện của bạn nhất, đúng chưa? Thứ nhất là gì ạ? Ăn dặm bé chỉ huy. Đầu tiên thì những cái lợi ích của nó gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Bé sẽ tăng cái khả năng gì ạ? Kỹ năng nhai tốt hơn, tức là ăn dặm bé chỉ huy tức là gì ạ? Bé sẽ rèn được các cái kỹ năng nhai của con mình. Tại sao lại như vậy, đúng không? Tại sao như vậy? Ăn dặm bé chỉ huy thì cái vấn đề chuẩn bị bữa ăn của bé là nó rất là quan trọng, đúng chưa?
và tất cả các thực phẩm ấy các bạn sẽ cắt ra thành những cái miếng nó bé như cái đũa ấy, và vừa vặn tay bé cầm để bé nhai, đúng không ạ? Thì bạn có thể thể đọc thêm các cái tài liệu, đúng không ạ? Nó hướng dẫn về cách chế biến cái bữa ăn cho trẻ ăn dặm bé chỉ huy. Đấy, tức là chúng ta thái như nào, chuẩn bị như nào, đúng không ạ? Thì cái đó các bạn có thể tham khảo thêm, tại vì cái đó là phần thực hành nó rất đơn giản. Thì ở đây là tôi đang phân tích các bạn biết là gì ạ, những cái ưu điểm và nhược điểm của nó thì các bạn lựa chọn cái phương pháp nào phù hợp với con bạn. Rồi ạ, kỹ năng cầm bóc thức ăn đó, kỹ năng cầm, vận động thô, vận động tinh, nó sẽ rèn luyện cho con bạn những điều đó, đúng không ạ? Rồi tiếp theo gì ạ, kỹ năng gì ạ, phát triển não bộ, đúng không ạ? Bé ăn là để bé cảm nhận các cái mùi vị, ví dụ đây là quả cà rốt này, ví dụ đây là khoai tây này, đúng không ạ? Ví dụ cà rốt, khoai tây, và bé nó cầm, nó nhai thì nó cảm nhận mùi vị, kỹ năng nó hoàn thiện, đúng không các bạn? Đấy. Và gì ạ? Và bé ăn theo nhu cầu. Chính vì bé ăn tự chỉ huy là gì ạ? Bé ăn theo nhu cầu chứ chúng ta không ép. Thường ăn dặm bé truyền thống ấy chúng ta sẽ ép, đúng không ạ? Thế thì còn ăn dặm bé chỉ huy thì sao ạ? Bé sẽ tự ăn theo nhu cầu của bé. Bé đói bé sẽ ăn, đó là bản năng sinh tồn, đúng không ạ? Để cái việc này nó vô cùng quan trọng nhá. Thì nó sẽ giảm cái nguy cơ béo phì cũng như là gì ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sau này. Cho nên cái ăn dặm bé chỉ huy nó vô cùng quan trọng, là giúp bé nó tự điều chỉnh nhu cầu. Bé chỉ huy mà, bé tự mà, đúng không ạ? Đấy. Rồi sau ăn dặm bé chỉ huy bé rất thích thú. Tại vì sao? Tự dưng là gì ạ? Có một đĩa ăn đủ sắc màu, đúng không? Cà rốt rồi vân màu xanh đỏ tím vàng. Nó thích quá, nó ra nó tung tóe, nó khám phá. Ôi trời, nó bốc mát, nó sướng, đúng không ạ? Thì là bé nó rất là thích thú, vui vẻ, và cái bữa ăn nó vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Nó vừa ăn, nó vừa chơi, nó vừa khám phá. Tại vì 5,5 tháng là bé bắt đầu ăn dặm, là thời điểm mà bé khám phá rất là mạnh mẽ. Thì qua cái bữa ăn như vậy, qua các cái thực phẩm bạn cung cấp cho con như vậy, thì con nó khám phá thế giới quanh để phát triển não bộ của trẻ, để hoàn thiện các kỹ năng. Đó là những cái điều vô cùng quan trọng, tuyệt vời mà ăn dặm bé chỉ huy có thể mang lại, đúng không ạ? Ưu điểm và nhược điểm của cái phương pháp này. Đấy, cái ưu điểm của phương pháp ăn dặm bé chỉ huy là như nào? Thứ nhất là bé có khả năng tự lập nhá, khả năng tự lập, đúng không ạ? Tự chỉ huy mà, thích ăn thì ăn, thích vầy thì vầy, thích ném là ném, đúng không ạ? Thứ hai là bữa ăn nó rất là vui vẻ, đúng không ạ? Rất là vui vẻ, đúng không? Đấy. Tiếp theo này, bé sẽ cảm nhận được mùi vị của các loại thực phẩm mà các bạn cung cấp cho con mình nó tốt hơn, đúng không ạ? Nó không giống như ăn dặm truyền thống là chúng ta trộn lẫn với nhau. Đấy, mà đây là gì ạ? Từng loại thực phẩm, và khi bé ăn như vậy thì bé sẽ cảm nhận củ cà rốt này nó màu vàng này, đúng không? Thị giác nó nhìn màu vàng này, nó nếm này, nó bị ngọt, đúng không? Ok. Đấy, rồi bí xanh này, bí đao này, tất cả mọi thứ, tức là bé cảm nhận mùi vị và nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giúp phát triển não bộ và nó ăn sâu não bộ của trẻ này, bé cảm nhận. Và lần sau chúng ta giới thiệu cái thức ăn đó thì bé sẽ biết rằng cái này nó sẽ như này và nó thích, nó với đến nó ăn, đúng không? Đấy, thì cái này nó vô cùng hay và quan trọng nhá, nó giúp bé cảm nhận mùi vị tốt hơn, và khi cảm nhận mùi vị tốt hơn ấy thì bé sẽ ít bị biếng ăn hơn. Các bạn hiểu chưa? Đấy, được chưa? Đấy, tiếp theo này, nhai thô tốt hơn. Nó giải quyết cái vấn đề gì ạ? Có nhiều bé vẫn ăn cháo, đúng không? Ăn có tí thịt lợn cợn là nó nhè ra, đúng không? Nó dọa, nó oẹ mình, nó dọa mình, đúng không? Tức là gì ạ? Trong bữa ăn mình thịt mình ăn rất là nhỏ. Đấy. Thực ra cái tình trạng mà ăn thô kém này thì thằng cu nhánh dính một lần rồi. Tại vì nó ăn thô rất là kém, cứ có gì nó hơi lợn cợn là bắt đầu nó không nhai, mà bắt đầu nó có phản xạ buồn nôn. Đúng không? Đấy, cho nên cái việc mà ăn dặm bé chú ý thì nó ăn thô tốt nhá, để nó rất là quan trọng như vậy. Đấy cái lợi ích mà ăn dặm bé chú ý. Tuy nhiên, bên cạnh những cái mặt lợi như vậy, nó có mặt không lợi, đúng không? Không lợi gì ạ? Bé sẽ có cái gì? Tình trạng sống phân sinh lý, các bạn phải hết sức lưu ý cái vấn đề này. Có rất nhiều bạn nghĩ rằng con mình bị rối tiêu hóa, bị nhiễm khuẩn và bạn cho con dùng kháng sinh, thế là hỏng bét việc, đúng không ạ? Đây là tình trạng rối loạn bị sống phân sinh lý thôi, tức là bé nó ăn, nó nhai các cái củ quả thì nó sẽ lợn cợn như cái đầu ngón tay này, và enzyme nó không tiêu hóa kịp, đúng không ạ? Thì nó đi ra ăn gì có thể ra đấy, thì đó là tình trạng sống phân sinh lý thôi. Khi mà trẻ càng lớn thì quá trình đó sẽ càng cải thiện, đúng chưa? Đấy là cái đầu tiên bạn phải lưu ý như vậy. Cái thứ hai là gì ạ? Bé nó ít tăng cân. Chúng ta đang nuôi con một cân nặng, ai cũng mong muốn gì ạ? Con mình sẽ mum mim hơn, sẽ gì ạ? Nhìn nó đáng yêu hơn. Nhưng mà ăn dặm bé chỉ huy sao ạ? Nó không tăng cân tốt đâu, đúng không ạ? Thế thì sao ạ? Đấy là cái nhược điểm mà các bạn sẽ khó áp dụng. Và cái thứ ba nữa gì ạ? Nó bày bừa lắm nhá. Nó bày bừa thì các bạn làm ngại dọn, mà sợ dọn ấy thì các bạn không làm được đâu. Tức là cái việc mà tôi muốn các bạn hiểu là gì ạ? Con nó bày được, nó phá được, đó là tốt. Thế bản năng của đứa trẻ là gì ạ? Nó sẽ tìm hiểu, nó khám phá. Các bạn thấy nó cầm đồ chơi không? Đầu tiên nó nhìn, nó cắn, sau chán nó đập, nó khám phá hết xong rồi thì trong vòng vài phút nó khám phá xong là nó vứt đi, nó chán, nó chuyển sang cái khác, có đúng không các bạn? Cho nên là cái điều đó các bạn phải hiểu nhá. Cái việc khám phá như vậy nó là bản năng đứa trẻ, nó giúp đứa trẻ đó gì ạ? Có hoàn thiện kỹ năng sống tốt hơn, hoàn thiện não bộ tốt hơn, chứ các bạn đừng lo lắng. Đấy là cái ưu điểm và nhược điểm của ăn dặm bé chỉ huy, được chưa các bạn? Thì cái nguyên tắc ăn dặm bé chỉ huy như nào?
Đấy, cái này mới quan trọng đúng không? Thế bạn bảo là thế như thế nào thì áp dụng được bé chỉ huy đúng không? Thì đầu tiên con bạn phải ngồi vững đã. Tại vì ăn dặm bé chỉ huy là phải ăn vào bàn, ăn cùng với người lớn đúng không ạ? Thì cái việc mà bé ngồi vững, bé cứng cổ là vô cùng quan trọng. Các bạn hình dung không ạ? Bé cứng cổ nhá. Đấy. Và đấy đầu tiên này, cái thứ hai là bé cần phải được ngồi ăn cùng với gia đình. Tại vì ăn dặm bé chỉ huy, bé sẽ bắt chước người lớn đúng không? Bạn đừng có ép nhá. Bạn đừng bảo ôi ăn ăn cái này, ăn này đi con, ăn này con không. Chúng ta sẽ nói chuyện với con. Đúng không ạ? Chúng ta ăn thử, ăn mẫu và con mình nó quan sát mình ăn thì sẽ bắt chước. Đấy, điều đó rất quan trọng để trẻ con nó có khả năng bắt chước. Nó như là một cái máy 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 ảnh ấy. Nó chụp tất cả những cái gì nó quan sát thấy và nó bắt chước làm theo. Nó không hiểu cái đó là cái gì cả nhưng nó bắt chước đúng không ạ? Đấy, cái bộ não của cái thị giác của đứa trẻ nó tuyệt vời như vậy. Nó như một cái máy ảnh. Nó chụp tất cả mọi thứ và nó bắt chước. Như các bạn, cho nên là gì ạ? Hãy cho bé ăn cùng với gia đình để cho bé tạo một thói quen ăn uống lành mạnh và nó sẽ bắt chước những thành viên. Và khi ăn uống như vậy thì gia đình ngồi quây quần nói chuyện với nhau thì bé cũng sẽ cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc đúng không? Và an toàn, quan trọng là an toàn. Đấy, chưa? Và khi an toàn sao? Thì bé nó sẽ gì ạ? Cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, nó ăn rất là khỏe, ngủ rất là khỏe và tăng cân rất là tốt. Đấy, được chưa? Nha. Đấy, rồi chị ạ. Thứ hai là gì ạ? Bé phải ngủ tuần này thứ ba là gì ạ? Bé thích khám phá nhá, thích khám phá thức ăn bằng tay. Thì cái việc mà bé thích khám phá thức bằng tay ấy, thì bạn đừng có sợ bẩn, đừng có sợ phải dọn đúng không? Có nhiều bạn mà không em không áp dụng đâu, tại vì nó bẩn lắm, nó dọn lắm đúng không? Ôi trời đất ơi, con em nó vầy nó phá như vậy, đó là điều tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, mình thấy nó là điều vô cùng hay, may mắn đúng không? Một đứa trẻ như vậy là tuyệt vời, vì nó khám phá như vậy thì nó phát triển phải tốt các bạn, đấy phải lưu ý như vậy. Đấy, và dạ, nhớ là dạ, nguyên tắc này, bé tự ăn, tôi nói rất nhiều từ đầu đến cuối về ăn dặm bé chỉ huy. Bé tự ăn và chúng ta không can thiệp bất kỳ điều gì cả. Việc của chúng ta là hãy dạ, chuẩn bị cho con một đĩa ăn và để trước mặt con, đúng không? Và con ăn cái nào, ăn cái gì và ăn như thế nào, đó là việc của con và chúng ta không cần quan tâm, được chưa? Đấy là những cái nguyên tắc quan trọng mà bạn cần phải lưu ý. Và một nguyên tắc này nữa này, nếu như các bạn mà cho con ăn dặm bé chỉ huy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng các loại củ quả trước, được chưa? Vì củ quả thứ nhất là màu sắc nó đa dạng, thứ hai là gì ạ? Nó dễ cầm, dễ nắm, phải không ạ? Và ăn nó sẽ không bị hóc. Đấy, còn các loại rau lá như mồng tơi, rau muống ấy, cái loại rau đấy lá nó mỏng thì lưỡi của bé chưa linh hoạt ấy, mà chúng ta cho ăn lá ngay nó dễ bị hóc hơn nha, chúng ta lưu ý như vậy, được chưa? Đấy là cái điều mà các bạn hết sức lưu ý. Đấy là một số các cái lưu ý, các cái nguyên tắc về cái việc mà dạy chúng ta cho bé ăn dặm bé chỉ huy nha. Các bạn sẽ nghe thật kỹ và áp dụng. Thế thì các bạn sẽ nghiên cứu phần này, nghe phần này và dạ xem nào mình có thể áp dụng được phương pháp truyền thống hay phương pháp dặm bé chỉ huy. Và phần nào đó trong cái phần này các bạn chưa rõ, có thể comment dưới video này, tôi sẽ làm thêm các video khác để chia sẻ với các bạn. Tôi mong rằng đây là phương pháp ăn dặm, bạn sẽ tham khảo thật kỹ và hãy lựa chọn rằng chúng ta có áp dụng hay không. Hãy nhớ rằng không có một phương pháp nào là tuyệt đối cả. Phương pháp này con mình có thể ăn dặm bé truyền thống là phù hợp, có thể ăn dặm bé chỉ huy là phù hợp, có thể ăn dặm kinh nhật là phù hợp, đúng không? Làm sao chúng ta lựa chọn để phù hợp với con mình nhất và không có gì là đúng tất cả cả, đúng không? Không phải cứ phải phương pháp này, cứ phương pháp kia, hình dung không ạ? Đấy, con mình ăn ngủ tốt này, tăng cân đều này, sức đề kháng nó khỏe này, đó là điều tốt nhất, đúng không ạ? Áp dụng phương pháp nào cũng được, miễn là con mình đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó, đúng không? Tăng trưởng đều, khỏe mạnh, ít ốm, đúng không ạ? Và ăn đa dạng, ăn tốt thì đó là phương pháp tốt cho con mình, thưa các bạn. Và các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Trương Minh Đạt để theo dõi nhiều video tiếp theo nữa. Đấy, và trên kênh nó có rất nhiều các video để cho các bạn nuôi con. Đấy, và kênh tôi nó có khoảng hơn 450 video. Đó là những cái gì mà chúng ta có thể cống hiến cho các bạn để giúp các bạn nuôi con khỏe mạnh hơn, nhàn hơn và ít ốm hơn. Rồi xin chào các bạn và chúc các bạn nuôi con thành công.